bao nhiêu người anh? 15 người. Dạ, tình trạng thương vong của các trường hợp đó thế nào? Cũng có trường hợp rất nặng, trường hợp nhân nạn là nhiều. Dạ. Trường hợp rất nặng. Thương là chấn thương ở cái vùng nào? Đa chấn thương. Đa chấn thương, xương và bụng. Đó là chấn thương ký ức. Hiện tại thì sức khỏe của các cái trường hợp đó thì hiện tại đang cấp cứu tích cực với trung tâm y tế rồi. Có một số chuyển về trong tỉnh. Anh, trong 15 trường hợp đó có trẻ em và phụ nữ trường hợp có ai? Đa số là trẻ em. Có bao nhiêu anh còn nhớ? Nhớ bao nhiêu phụ nữ, bao nhiêu trẻ em? Nãy giờ thấy trẻ em phụ nữ không? Nãy giờ toàn là trẻ em phụ nữ không ạ? Anh, hiện tại thì lực lượng quân y 17 thì huy động lên cho bao nhiêu cán bộ y tế? Bên lực lượng y tế mình hiện tại là có một tổ quân y, một bác sĩ, hai bác sĩ. Dạ. Máy xe cấp cứu. Dạ. Nhiệm vụ của mình ở đây là như thế nào ở đây? Lực lượng của mình lên là đảm nhiệm nhiệm vụ thứ nhất là bảo đảm quân y cho lực lượng cứu hộ cứu nạn. Dạ. Do chúng ta. Thứ hai là đảm bảo quân y cấp cứu và xử lý cho người dân bị thương, chấn thương. Và cái nhiệm vụ của tiêu hao là hai nhiệm vụ chính đó thì chúng tôi thấy hiện tại thì từ lúc chiều tới giờ thì chúng tôi đã xử lý và cấp cứu cho rất nhiều người dân và may mắn thoát được thì tử nạn vừa rồi. Tuy nhiên là có những người dân bị thương, chấn thương rất nặng. Sắp chấn thương, huyết áp tụt.